Thôi mà Trang, Trang à, Trang à, mình đừng có khóc nữa Trang. Cái chuyện nghe nói đi Trang, em đừng nghe, có khóc. Nè, khoan, chị khóc như vậy. Em xin anh thương em, anh giữ sĩ diện cho em, anh nói ra là nhục nhã lắm. Không nói. Vậy gì anh không nữa? Nói anh đừng có nói, anh sẽ không nói. Dạ. Không nói được thôi, em nói đi. Ai ăn hiếp em? Đàn em của em. Thấy chưa, hổn thấy chưa, thấy chưa? Nó hiền lắm, em đang tả nó hiền lắm, thấy không? Nói tiếp đi. Thế là thằng em của em đánh đi nó mà kêu người ta đừng có kể, mà giờ bà ngồi bà kể hoạch tẹt ra hết là sao? Không kể đi, chuyện gì nói liền đi. Nè, tôi nói kể đi cho nghe nè. Đây nè, thằng em của bà này bị người ta bắt tại trận là đang ở với một con nhỏ 16 tuổi. Trời bà ơi, mà đánh đi, bà con nhỏ 16 tuổi là bồ của, là bạn gái của thằng này. Bây giờ gia đình của con nhỏ đó đang tức giận lên, đang đòi kiện thằng này ra tòa kìa. Tôi kể hết rồi. Ủa, ê khoan nha. Gì? Khoan nha, bớt khóc lại nè. Em của nó nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi? 20. Nhỏ kia 16. Ủa 16, 20, hay đi nó là bồ nha, đâu có gì, đâu có tội đâu ta. Thấy không? Thấy chưa? Em nói rồi, làm sao có tội được. Là tụi nó tự nguyện ở với nhau, tự nguyện sống với nhau, tự nguyện quen nhau, thì làm gì có cái chuyện mà mang tội. Đúng rồi. Trời ơi, thì có mấy người còn non và xanh quá, đồng thuận cái gì? Bây giờ nè, hai đứa, một đứa lớn tuổi, một đứa chưa tính tuổi, mà không có sự đồng thuận mà ở với nhau, người ta gọi là hiếp dâm. Ủa? Còn nếu như hai đứa mà đồng thuận với nhau á, thì người ta gọi là giao cấu với trẻ vị thành niên. Tại vì hai đứa nó bị bắt tại trận mà. Anh đừng có vô lý. Vô lý cái nào? Tội. Nó tự nguyện là nó không có tội. Khoan, nghe tôi nói nè, mọi người không ai biết gì chừng á. Nó đã 20 tuổi rồi. Ừ. Nó quen nhỏ này 16 tuổi. Yeah. Mà hai đứa đồng thuận với nhau thì sẽ không bao giờ có vụ mà ghép vô tội gì hết, hiểu chưa? Đó, đúng không chị? Chào. Trời ơi, dĩ nhiên là không. Ủa gì vậy? Ủa là sao? Bà này gì? Sao quá ta? Sao vậy? Thì bán bánh trái là sao vậy? Lại nói nghe nè, nói chung là theo cái sự mà hiểu biết mà mong lung của tôi đó, thì là mình chắc chắn mình phải nên điện luật sư, hiểu không? Để người luật sư là người ta, cái người biết rõ luật nhất về cái vấn đề này. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp, hãy để các chuyên gia gỡ rối. Mến chào quý khán giả đang đón xem chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Rõ ràng thông qua cái tiểu phẩm mà quý khán giả cũng như luật sư vừa theo dõi, thì chúng ta sẽ thấy được câu chuyện là nhân vật trong tiểu phẩm có một người em thực hiện hành vi quan hệ tình dục với lại một người nữ đủ 16 tuổi. Thế thì câu chuyện ở đây đặt ra thì gia đình đang băn khoăn lo lắng là không biết người em có bị phạm tội hay không. Vậy thì sẽ căn cứ theo quy định của điều 141 của Bộ luật Hình sự hiện hành, thì quy định là người nào dùng vũ lực hoặc là đe dọa dùng vũ lực hoặc là lợi dụng tình trạng không thể khống chế được của người bị hại mà thực hiện hành vi quan hệ tình dục hoặc là giao cấu trái với ý muốn của người bị hại thì đó được xem xét là tội hiếp dâm. Thế thì trong tình huống của câu chuyện của chúng ta thì hành vi quan hệ tình dục của bạn nam 20 tuổi này và cô gái 16 tuổi, cái hành vi này được thực hiện một cách thuận tình, tức là giữa hai người đồng thuận, thì tội hiếp dâm không thỏa mãn trong trường hợp này. Xét về tội giao cấu trẻ em thì hiện nay quy định của luật hình sự được quy định tại điều 145, mà hành vi thực hiện giao cấu với người từ đủ 13 tuổi cho đến dưới 16 tuổi. Vì vậy trong tình huống của chúng ta là người nam này cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chúng ta có thể phân biệt giữa tội hiếp dâm và tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau. Về hành vi để xem xét cấu thành tội phạm, đối với tội hiếp dâm thì cái hành vi là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng khi mà người bị hại không thể tự vệ được và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân. Trong khi đó, tội giao cấu là không bắt buộc phải trái với ý muốn của nạn nhân. Như vậy, thông qua tiểu phẩm, rõ ràng sự bức xúc của gia đình người bạn nữ muốn kiện gia đình bạn nam, thì tôi cho rằng cấu thành tội phạm để quy định trong tội hiếp dâm thì vẫn chưa đủ cấu thành tội phạm, mà tội về giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng không thuộc cấu thành tội phạm, bởi vì độ tuổi của người nữ ở trong tiểu phẩm của chúng ta đang xem là đủ 16 tuổi. Trong trường hợp này thì tôi cho rằng là giữa hai gia đình sẽ cân nhắc để hài hòa được cái tình cảm của hai gia đình. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.